Ủy ban nhân dân huyện Long Điền vừa tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch lộ trình thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2024. Năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thu ngân sách hơn 592 tỷ đồng. Tuy nhiên, huyện phấn đấu đến cuối năm 2024, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 625 tỷ đồng, tăng 5,6% so với dự toán tỉnh giao. Để thực hiện mục tiêu thu ngân sách hơn 592 tỷ đồng trong năm 2024, huyện Long Điền đề ra các giải pháp như thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, chủ động dự báo các nguồn thu để có phương án chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, thực hiện truy thu thuế theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế theo quy định của người nộp thuế và kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.